Tôi tên là Maria Võ Thị Nhi, hiện ở tại 1931 West Harley Avenue, Anaheim, Cali 92804. Tôi được tin người nhà của tôi báo tin cho tôi biết là nhờ ơn cha Trương Quý Diệp rất là lớn. Sở dĩ tôi có thằng cháu ruột kêu bằng cô, nó làm nghề may ở Việt Nam. Vốn liếng nó bỏ ra rất là nhiều, rồi bị người ta không trả cho nó. Nó đòi thì coi như là không hy vọng gì được có đồng tiền đó trở lại. Xong rồi giờ nó nhờ bà chị ruột của tôi đi xuống nhà thờ của cha ở Tắc Xây cầu xin. Rõ ràng đúng ngày mùng 1 năm nào tôi quên rồi, thì hai ông bà chủ nợ đến nhà con của tôi, đến nhà cháu của tôi và trả hết cái số nợ mà hồi nào tới bây giờ mà mắc nợ của cháu tôi thì trả đủ hết số tiền đó. Đó cũng là nhờ ơn cha Trương Vũ Diệp và vợ chồng của nó đi xuống nhà thờ Tắc Xây cha Trương Vũ Diệp để tạ ơn và xin lỗi. Tại vì ở Việt Nam ai cũng biết tiếng đồn của cha làm ơn làm phước, ai cũng biết. Thành ra ai tới trông cậy xin cha thì cha không có từ chối bao giờ. Thì nhân dịp như vậy là cháu của tôi, con của ông anh, cháu kêu bằng cô ruột đó, cùng với bà chị của tôi thì mới là biết chỗ cha ở, nhà thờ của cha, mới thuê xe đi xuống và nó xin ơn cho người ta trả nợ cho nó. Tại vì biết chủ nợ đó rõ ràng người ta làm ăn rất khá, nhưng mà người ta nhất quyết là người ta không trả. Thì cầu xin cha Trương Vũ Diệp có cách nào cha giúp cho nó được. Cũng không hy vọng gì được cái số nợ hết nguyên số nợ, nhưng mà trả được phần nào hay phần đó để cho cháu nó làm ăn. Nhưng không ngờ đúng ngày mùng 1 Tết năm nào chị tôi có nói mà, tại vì gọi qua Mỹ thì tôi quên năm, thì trả hết không còn thiếu, không thiếu một đồng nào cho cháu tôi. Cháu tôi mừng lắm và nói với bà chị con như cô đi xuống cha Trương Vũ Diệp để tạ ơn cha vì người ta thiệt là lạ lùng quá. Cha Trương Vũ Diệp đã cho người ta đã trả nợ cho con, không thiếu một đồng nào cô năm. Nhiều lắm, nếu mà kể ra thì không thể nào mà sổ sách nào mà kể cho xước. Chính gia đình tôi cũng được ơn là con gái tôi tự nhiên đang làm ở nhà băng thất nghiệp mà bây giờ đi apply chỗ nào cũng được. Tôi mới xin cha Trương Vũ Diệp cứu con, cứu gia đình con, xin cho con gái con và cả thằng con trai con nó đi xin việc. Thì tất quá nhiên cái tháng đó thì được kết quả là hai đứa nhỏ được đi làm hết. Đó là cũng cảm ơn cha Trương Vũ Diệp. Lần nào tôi về Việt Nam thì bà chị cũng thuê xe đi đến nhà thờ ở Tắc Xây và để mà xin ơn và tạ ơn cha. Thì nhà thờ của cha bây giờ ở Việt Nam rất là lớn lao và uy nghi, lộng lẫy vô cùng. Tôi đã biết ngày này.